Tao không quay nữa là được, được chưa? Tao không quay nữa. Giữ một cái hình tượng talent mới, tao dành đẳng cấp như sao hay sao lại là như vậy hoài? Một clip không sao, hai clip không sao, năm clip, mười clip, phải nói phải hoàn ảnh chứ. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh Heavy. Mình là K74. Và ngày hôm nay chúng mình có một khách mời rất đặc biệt, đó chính là... Đây là Fan PC. Thì hôm nay mình được anh K74 mời đến để tham dự Camera Dấu Kín. Và đây là một thành viên mới tên trong Camera Dấu Kín nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình cùng Khanh Gashi sẽ đi troll tất cả mọi người trong nhà này, xem những anh em trong nhà ứng như thế nào với màn troll của tụi mình. Đấy, trước khi vào một clip, mọi người đừng quên like, subscribe kênh Heavy. Heavy Fire chuẩn bị đăng ký kênh của tất cả mọi người trong Heavy nha mọi người. Bây giờ thì let's go. What's up, homie? Gì? Xem là cách quay của anh đi nhá. Quay gì kì vậy? Coi máy gốc máy kìa. Nè. Quay đúng không? Những hình nhân đạt đều là của anh. Quay cứ đảo gì giống thế, anh quay giống thế. Nhưng mà sao thế lại quay như này nhỉ? Quay lên rồi sao không thấy quay như này? Em muốn nhìn bọn em như gì? Không. Cười nữa, con cười nữa. Ngu thì chết. Thế đảo gì được không? Không được. Riêng anh không biết gì nên riêng mà phải sát về góc máy em cũng quay được ngon cả anh video này đấy. Sao? Sao không chết? Làm được cũng làm thôi, còn mày nữa kìa. Sao em? Tôi khủng hoảng quá. Quay tập trung vào, quay thấy hình ảnh xấu cái nói liền. Để anh quay lên. Hay sao? Anh lên video đó, giọng anh rất là khó nghe luôn á. Thì khó nghe, không ai khó nghe. Giọng anh á. Bây giờ tao nói mày đang nghe đi, thấy chưa? Làm gì khó nghe? Em nghe được luôn á. Cái gì? Em cố gắng nói cho nghe. Được rồi, anh xin. Tao không quay nữa là được, được chưa? Tao không quay nữa. Ê, sao lại không quay? Bây giờ chúng mày chê tao thì tao quay gì nữa, tao không quay nữa. Em đang quay nè. Không nhớ, em không quay nữa. Đủ lại nữa. Là không quay lúc nào đấy. Đó, anh không quay nữa thì anh quay nữa, thấy chưa? Quay thật là mày đừng có mà giang hồ nha. Hello mấy cơn. Đòn. Gì vậy? Gì mà kéo vô mà như là mấy sát thủ vậy, mình ghê quá. Giỡn vậy nó sao anh cưới? À. Ghê không? Hello em. Hello K74. Có chuyện gì không vô phòng anh đi. Anh xem mấy cái clip anh của anh edit kìa. Tự nhiên mặt em đang bình thường như này, anh xem cái mặt cái gì nó bự ra xong nó hình màu đỏ. Xong nó xem gì? Ngu dốt. Anh đang như thế, mặt em đang bình thường, anh làm như thế nó phình ra, nó xấu lắm anh biết không? Ủa nhưng mà nó phải phình ra hiểu không? Phải phình ra thì nó mới nhìn nó mắc cười, nhìn nó mới gọi là gì? Nhìn nó mới phân này đấy. Phân gì kiểu gì mà phình ra không? Ngu dốt. Còn cái gì cỏ đâu em? Làm như em đang đạt giữ một cái hình tượng talent mới, tăng dần đẳng cấp như sao hay sao lại là như vậy hoài? Một clip không sao, hai clip không sao, năm clip, mười clip, phải nói phải hoàn ảnh chứ. Cho anh hỏi là anh chứ em đẹp mà, anh thấy em đẹp mà. Như vậy là không có được. Đúng rồi, nó nói đúng á, giờ ngỡ á. Tại vì không, tại vì cái mặt của em hợp của mình lên nó mạo đẹp bình thường em ớt rồi. Em thử coi lại đi. Chắc em phải feedback lại, feedback lại với anh Sang mới được. Cứ làm như này em thấy luôn luôn đó là hình ảnh phải chịu chân chật đẹp như một môi trường. Mày còn không khen nữa, cái máy đâu mà cha, mày coi edit của mày như nào rồi. Đấy. Cho lại feedback nhờ, feedback gì, feedback nè. Đấy, đấy. Đưa đi, đưa đi, nói đi. Em thấy vui đúng không, Em chỉ cần nói một câu thôi, em thấy vui đúng không, em thấy vui là được. Nhưng mà em phải nên đẹp xíu chứ. Đây. Anh đẹp cho em, đẹp rồi, nó cũng cần nó vui, nó vui đúng không. Đừng không cào nữa. Trời ơi, mất hết cái... Hai cái bánh bao của tôi á. Hai cái đồ dùng của tôi mà nó bóp vậy sao được.
Ai nói thế chứ, giận giận chơi cho anh vui thôi. Vui không? Không. Vậy thôi nha, anh đang tìm. Ok, giờ mày nhiều đúng không? Anh sẽ chuyển qua công anh nhiều. Ok. Không sao, giờ anh sẽ cho cái khác bự lên. Cái gì thì anh biết. Đất. Anh có chuyện muốn nói với anh. Tình này là ai sắp định cho em nè? Anh hay là anh Huy hay là... Thì lịch có mình anh làm thôi chứ ai làm. Mình anh làm. Sao sao em thấy tình này em full luôn anh? Em không có được một ngày nghỉ nào hết vậy? Thì tại vì thật ra là cũng do cái kế hoạch của công ty là mình sẽ quay nhiều hơn một chút để rồi tới gần Tết mọi người có thể nghỉ ngơi, nghỉ sớm. Cho nên lịch tuần này nó cũng hơi nặng thiệt. Nhưng mà quay mà... Nhưng mà quay bọn em còn làm YouTube của em còn like rồi em còn thêm cài thêm những giờ sớm rồi còn về nữa. Bây giờ sắp như vậy em không có thời gian để like luôn, không có chỗ trống luôn ấy. Em thấy vẫn còn một số giờ mấy đứa có thể like được mà. Đúng không? Ai mà biết được. Chắc là thích cả đêm like luôn quá. Em coi sắp xếp như thế nào cho em dạng dạng xíu như thế. Like xuyên đêm xong mai lại các thức từ đấy tới Tết quá. Mắt em thành tốt tức quá. Em nói nhảy vậy thôi đó. Anh cũng làm hết sức có thể, với lại cũng anh cũng cân đo đong đếm rồi mà. Thấy lịch cũng ok mà ta. Không thở nổi luôn, cái này là em khỏi làm YouTube, khỏi làm content rồi luôn á. Đau đầu thật sự không dám nói luôn á thiệt. Mà bọn anh không đủ chỉ tiêu thì bị trừ lương, ai bù cho em, ai bù đấy. Thì mấy đứa cứ làm có khó khăn gì thì nói anh ra. Khó khăn mới nói cho anh xin giảm buổi. Nếu mà fix lịch thì fix cũng không có được. Nó tại vì lịch cơ bản là nó đã như thế rồi. Nếu mà giúp thì anh sẽ giúp cho tụi em. Ví dụ như anh phụ okay, tiền gì đó. Tuần sau cho em nghỉ tuần thôi anh. Em xin chỉ xin vậy, em không xin nhiều đâu. Nghỉ cả tuần rồi ai thay em? Anh cứ ngộ quá. Anh diễn viên được mà sao này? Anh có phải in clue đâu. Anh biết đâu, anh sắp xếp em biết đâu. Ủa, gì vậy? Chưa thấy đâu hả? À, đứa này thật sự á. Làm anh nãy giờ anh tưởng tại vì anh thấy lịch cũng ok mà ba. Không, cũng hơi căng á. Cũng hơi căng rồi. Rồi, rồi sau anh coi anh sắp xếp lịch cho nó ổn hơn chút cho mấy đứa nha. Chứ không phải là không có chỗ like như em nói đâu. Đó, tự nhiên chưa. Thôi hai đứa làm gì nha. Ok, rồi. Hết trò. Dạ. Cái gì? Hôm nay em có một chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chị phải công bằng, công tâm với tụi em. Mày là chị sợ quá, sao đấy? Không có gì phải sợ hết. Để em nói đã nhá. Chị thấy anh khen ai là thôi. Chị thấy á. Chị trả lời đi, giống kiểu chị phải khen ấy. Một người giống kiểu duyên dáng, hiền lành. Chị thấy hai đứa đúng nào cũng đẹp. Hai đứa, một đứa thôi. Một con chị chỉ được chọn một thôi. Ừ. Chị chọn ai, chị nói nhanh chứ đừng có chị chọn giữa Kiên ai đẹp hơn. Kiên là tên này chị trả lời nhanh, chị mày đẹp trai còn Khanh xinh gái được chưa? Thì thấy là em đẹp hơn đấy, thấy chưa? Không, chị dở, em xinh chị xin là chị em kia là nếu mà anh kia là con gái luôn thì sao? Thế em là con trai luôn thì sao? Hai đứa ai đẹp hơn? Mày mặc váy chị thử xem con gái thì là mày mặc váy thì như mày em cho em thử đấy. Không, một tổng một trong hai, đẹp với ai đẹp hơn thôi. Khanh. Get over it. Jealous. Thì ý là con gái với nhau trong bên chứ gì? Thì trời thì đẹp hơn, em hỏi đẹp hơn mà. Đi ra bên gì, bên nhau. Ô bây giờ thôi. Chúng ta cùng dục với nhau. Chị ơi, nhìn lên đi kìa. Ok, mày chưa chị đúng không? Sao con trai đi sao bị với con gái đẹp hơn đúng không? Mày có gì mà? Cắt đi anh này, cắt đi anh này. Ok mọi người ạ, thì vừa rồi là những màn drone camera trong kính của hai nam của mình. Đấy, thì mọi người thấy những đoạn nào hay thì hãy comment cho mình chat và đừng quên coi ý tưởng gì.
hãy những công nhiệt tình và được tự mình có thể làm thử thách theo ý kiến của mọi người nhé. Còn bây giờ clip của Hai Vi tới đây mình đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem cái clip, đừng quên like kênh Hai Vi, Hai Vi Fan cũng như đăng ký kênh của tất cả mọi người trong Hai Vi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tình yêu như dễ gà, cũng dễ hóng, từ già chưa ra nhân tương lai như